Hello, lâu lắm rồi mới có một video về Eclean, về diet. Thế nên là cùng Eclean với mình nha, mùa hè sắp đến rồi. Yeah. Bikini. Hello mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên mình lắc lại cái quá trình mình lại tiếp tục diet nha mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để đi tập Pilates. Tối hôm qua thì mình đã chạy tầm 3-4 km rồi. Đây, đồ mình sẽ mặc để đi tập Pilates. Và cái lưng, phía sau lưng đẹp lắm mọi người. Đó. Bây giờ thì mình sẽ kiếm cái gì mình ăn đã nha. Đây thì mình sẽ ăn tầm ăn trước tập mình ăn ít thôi, tí nữa mình ăn trưa nha. Hơi khô một xíu, tí nữa mình sẽ đi siêu thị để mình mua đồ diet. Hello mọi người, đây là phòng tập của mình này. Cô giáo đâu rồi? Đó. Hôm nay là buổi đầu của mình mọi người ạ, gần chết. Đây là bữa trưa của mình, cái này là mình mua đồ ăn ngoài nha mọi người, bởi vì mình không thích nấu ý. Cái này sẽ dao động tầm 300-400 calories. Cái này là thịt ức gà với cả nấm viên tròn lại này, cái ngô, rau củ với cơm gạo đất. Ăn cùng luôn đúng không? Chào mọi người. Tối hôm qua thì mình vừa mới đi ăn sushi. Thế nên là sáng nay mình sẽ phải đợi lại một chút. Hôm nay mình có yến mạch này, hạt này, với cả một ít topping. Trong này có cả bơ đậu phộng. Mình sẽ trộn hết lên này để ăn thôi. Người nào ăn không quen thì sẽ thấy hơi khó ăn, nhưng mà mình thì ăn quen rồi, mình thích ăn cái gì nữa lắm. Thế là yến mạch mọi người ạ. Tí nữa mình sẽ làm việc xong thì mình sẽ đi tập. Giờ gần đây thì mình ngủ khá là nhiều. Ôi, từ sau đợt Covid là lúc nào cũng ngủ thôi. Bình thường mình nấu yến mạch với cả nước, chứ mình không nấu với sữa tại vì mình không thích nó lạnh quá. Buồn quá. Cái áo này mặc nhìn nó chill ghê, nhìn người đẹp ấy. À, giờ đây thì mình đang rất là thích những cái áo kiểu này, tại vì bây giờ đi tập Pilates rồi mà, thì bắt đầu thích những cái kiểu áo nó hơi bó vào người một chút. Đây là vớt này, một ít. Có thể áp thêm hoa quả. Thì nữa mình sẽ đi siêu thị một chút. Mọi người, mình vừa mới dậy và trong tủ nhà mình hiện tại đang không có một cái đồ ăn gì cả. Thế nên bây giờ mình sẽ xuống siêu thị bên dưới nhà để mình mua tạm đồ ăn ấy. Sự là dạo gần đây tủ lạnh nhà mình nó chẳng có một cái gì cả mọi người ạ. Eo ơi, chán chết được. Bởi vì mình bịt khẩu trang ấy, thế nên là mình chả đánh son nữa. A few moments later. Ăn đơn giản thôi thưa mọi người, tại vì bây giờ là 10 giờ rồi ấy. Mình vừa mới tập xong, hôm nay mình chạy 4 km và vừa mới tập một bài bụng. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn. Mình có cơm, thịt. Mời mọi người nha. Muốn giảm cân healthy thì là phải ăn uống đầy đủ, tập luyện, chứ đừng nhịn ăn nhé. Ê ơi, đói quá, đói rất mệt ấy. Ăn lại bù năng lượng nào. Tập uống đầy đủ thì mới lên mông được nha, còn nếu không mình sẽ bị tóc mông lắm. Nếu trốn thoát và dễ dàng bắn nát đầu góc. Rồi, thời tiết Hà Nội u ám thật sự mọi người ạ, mình không cần tanning khả ra mình nó cũng tối sầm lại như thế này. Mấy hôm nay mình không quay rồi, sáng nay thì mình đã ăn sáng với cả bơ, chất béo tốt nha mọi người. Mình còn có hoa quả này, để phòng khi mà thích ăn thì sẽ ăn hoa quả. Không cân xem là
mình giảm được bao nhiêu cân. Còn mình chỉ xem cái số đo so với cả lúc mình mặc quần áo bình thường ấy. Gần đây thì mình vẫn duy trì việc đi tập này, chạy này, hàng ngày mình chạy 5 km. Rồi mình sẽ thay đổi cái việc yêu thích tập của mình bằng tập Pilates. Rồi nói chung là tập gym nữa. Tại vì mình không muốn mất mông mọi người ạ. Mình muốn mông vẫn to ấy. Ăn nhiều protein và tập tạ ấy. Mình vẫn tập tạ vòng 3. Pilates chủ yếu là mình tập phần core với cả cho body nó dẻo dai thôi. Chứ giờ mới giảm cân nhanh mà để shape người là đẹp ấy thì mọi người vẫn nên tập gym ấy. Giờ mình sẽ đi uống thuốc. Tại gần đây thì mình cũng uống yến nữa. Tại vì sau cái đợt hiệu Covid thì mình mất ngủ mọi người ạ. Nó buồn ngủ lại ấy. Xong rồi nó có tác dụng quá hay sao ấy mà mình ngủ suốt cả ngày. Lười ấy là lười. Nhưng mà nói chung là hậu Covid cũng hơi mệt ấy. Thì nữa thì mình sẽ uống một vài cái loại thuốc bổ nữa. Thuốc bổ đấy là cho khớp của mình bị khô ấy. Mình uống cái Hair Skin. Mình uống tảo là bởi vì mình bị thiếu rau ấy mọi người. Thế hoạt huyết dưỡng não này. Và một loại nữa đấy là cái dầu cá omega 3. Thì cái loại này nó có bao gồm rất nhiều loại vitamin. Có cả vitamin E trong này nữa. Tức là mỗi lần tập thể dục mà kiểu khớp thì mình sẽ cứ cạch ý. Rồi thì mình sẽ đi làm việc nha mọi người. Nước sâu rồi xuyết bụng lại nên trông còn lại liền. Hít sâu trừ một rồi. Thở đầy, mắt nhìn về cạnh. Hít sâu xuyết bụng. Thở đầy. Hello mọi người, bây giờ mình đang đi siêu thị để chọn đồ clean. Mọi người cùng đi với mình nha. SOS. Mình sẽ mua đậu này mọi người ạ. Chi ngon, salad này làm salad ngon hơn. Hello, mình về nhà rồi này. Chúng ta có chuối nha. I love chuối nha, I love banana nha mọi người. Hay mua chuối tại vì mình chuối có thể làm được kiểu bánh các thứ rất nhiều ấy. Ui, sữa hạt của mình này. Mình có cái đậu bắp để mình nướng, mình thích ăn đậu bắp. Thịt nạc heo xay. Thường thì mình sẽ nướng cái sườn này với đôi chiên không dầu nha. Thưa với mọi người, món đậu phụ tứ xuyên x clean của mình. Không phải cái này. Thực ra nó cũng không hoàn toàn x clean lắm đâu mà mình vẫn cho thêm một vài cái gia vị. Mà thực sự mình nghĩ là về mà lâu dài chúng ta vẫn nên thêm những cái gia vị mà mình thích. Hôm nay mình hơi xấu. Tí nữa thì mình sẽ quay video nên mình sẽ ăn trước đã. Mình mới skin care xong và vừa ngủ dậy với mọi người. Ừ. Tuyệt vời. Gì? Bạn và tôi không giống nhau. Con đường tôi bước đi thì tôi mới yêu được. Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này. Hello. Mình vừa mới chạy xong mọi người ạ. Em ơi mệt. Mình chạy được có hơn 5 km, được 6 km. Và bây giờ thì mình đang nghỉ. Nghỉ một chút xong rồi sau đấy thì mình sẽ lên trên nhà mình tập thêm xíu nữa. Tối hôm qua mình vừa có một buổi hangover. Em người thật kỳ lạ. Muốn có thể đi tóc nhưng mà lại cái pha trà mình uống. Sáng nay thì mình có một cái lịch, thế là mình sẽ mang bé muối đi triệt sản. Sáng nay thì mình không muốn ăn gì cả bởi vì tối hôm qua mình uống nhiều rượu quá. Thương lắm rồi mình mới đi quẩy mọi người, chắc phải mấy năm rồi mình đi quẩy. Năm chỉ đi một lần. Mình có xào yến mạch này, loãng nha mọi người, thật là loãng nha, để nó cứu giúp cái dạ dày của mình. Mình đi được sống lại vậy. Mình sẽ suy nghĩ thật kỹ về việc có đi uống rượu nữa không. Chịu. Nhưng mà hình như lần nào mình đi uống rượu về mình nói câu này. Bye mọi người, mình sẽ update tình hình xong nha. Đây là bữa ăn hôm nay của mình. Cơm này, thịt gà này, trứng này, rau, cà chua bi. Mình rất thích ăn cà chua bi này. Em ơi ngon lắm. Chiều nay thì mình sẽ đi, nghĩ là mình sẽ đi chạy vào buổi tối, thế là mình ăn nhiều một chút. Miss 30 makes 100 bucks. Boring. Suddenly the yield goes up but the risk is still small. Hello, bây giờ thì mình sẽ đi có lịch tập Pilates. Ai muốn thẳng chân tập máy này? Ui, muốn thẳng chân. Ừ.
vừa mới về nhà và bây giờ thì mình sẽ nấu ăn. Rất là mệt. Mình sẽ chỉ nướng dưới bạc. Mình sẽ ăn cùng với cả cái quả bơ mọi người ạ. Eo ơi, sau Covid phát là kiểu đầu óc mình nó cứ lung tung luôn á. Mình sẽ cho thêm một chút dầu ô liu. Có dầu ô liu vào thì kiểu nó mới ngon ý. Và mọi người cũng đừng kiêng ăn dầu các thứ quá nhá. Tại vì phải có những cái chất béo tốt ý, thì kiểu da của chúng mình mới đẹp. Cơm có cá và ở đây là quả bơ ấy mọi người. Đây là quả bơ mà mình ấy ra, mình ấy với muối xong mình làm cái sốt ấy. Ok, mời mọi người nha. Và cuối cùng thì ngày ấy cũng đến rồi nè mọi người. Mình gặp một vài người quen ở studio ấy thì mọi người đều gọi là ôi Hương đến chụp ảnh cưới à. Tại vì cái layout của ngày hôm nay nó cũng rất là nữ tính ý, hoàn toàn thiếu mỗi chú rể thôi. Và buổi chụp đã kết thúc rất là thành công. Và rất cảm ơn cả ekip Thank You Makeup này, chị Hà Nguyễn Hairstylist này, photographer Trung Dụng Lý này, người em gái trợ lý mất não của tôi Thùy Anh. Đặc biệt là rất cảm ơn Minh Phượng, stylist của ngày hôm nay. Chưa có ảnh đâu mọi người nên mình cũng chưa show ảnh cho mọi người đâu. Muốn được. Hello, chào mọi người. Mình vừa mới hoàn thành cái buổi chụp ảnh của ngày hôm nay. Và hôm nay đồng nghĩa với việc là chúng ta kết thúc video ở đây. Kết thúc cái quá trình diet của mình trong cái quá trình trước khi mình chụp ảnh ấy. Thì rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Và mong là mọi người xem những cái video về diet như thế này thì mọi người sẽ có thêm những cái thông tin, cũng như là mọi người sẽ có thêm những cái năng lượng tích cực, những cái quyết tâm để có thể đặt bản thân vào một cái challenge gì đấy. Sẽ cùng đón mùa hè với những bộ bikini nóng bỏng trên bãi biển. Bye bye, hẹn gặp trong video sau nha. Love you.